Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông kỳ này là thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông tuần qua. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần, Bà Rịa Vũng Tàu trở lại trạng thái bình thường mới. Trên nhiều tuyến đường ở thành phố Vũng Tàu xảy ra tình trạng các phương tiện giao thông, nhất là xe ô tô dừng đậu tràn lan gây cản trở giao thông. Nhiều tuyến đường, ô tô, xe máy đậu dọc hai bên đường gây bức xúc cho người đi đường. Các tuyến đường nội ô thành phố Vũng Tàu mặt đường khá hẹp, tình trạng xe ô tô dừng đậu tràn lan chiếm hết một phần mặt đường, thậm chí đậu ngay giao lộ trên phần đường dành cho người đi bộ, gây khó khăn hơn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trên tuyến đường Quang Trung, đoạn công viên bãi trước, ô tô xe máy đậu thành hàng dài. Nghị định 100 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã quy định mức phạt đối với hành vi dừng đậu xe không đúng quy định, tùy theo hành vi vi phạm. Trong đó, tại điểm A, khoản 7, điều 6 của Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe, dừng xe, đậu xe, gây tai nạn giao thông. Kể cả trường hợp đoạn đường, tuyến đường không đặt biển cấm dừng đậu xe, nhưng phương tiện dừng đậu xe không có biện pháp đảm bảo an toàn, làm cản trở và gây tai nạn giao thông, dẫn đến thương tích, vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Điều 202 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 11, Bà Rịa Vũng Tàu cho phép các dịch vụ xe taxi, xe ôm trở lại với công việc thường nhật. Được tiếp tục với guồng quay công việc chính là niềm vui của họ, dù lượng khách những ngày qua chưa được như mong đợi. Được hoạt động trở lại, anh Trần Ngọc Phong hào hứng lái xe taxi đi đón khách. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài vì cả buổi sáng anh Phong không được cuốc khách nào. Nói chung bình thường mấy kia thì chạy ngày 500-600, chứ mà giờ từ ngày dịch tới giờ có chạy được gì đâu, nghỉ ở nhà 4 tháng nay mà. Chạy lại rồi cũng chưa có sáng gì cũng chưa khách à? Dạ chưa có, sáng thì chưa có ngàn nào. Dân du lịch thì chắc cú là không có rồi, còn dân địa phương ở đây thì người ta đi xem ta thôi. Ế ẩm vắng khách cũng là tình trạng khó khăn chung của những người làm nghề lái xe, nhất là tài xế taxi, lái xe ôm truyền thống. Khách ai cũng sợ hết, đó, không dám đi. Như sáng giờ chạy mới được có chiếc rồi, mới có cuốc một rồi, không có khách đâu chạy. Trước chạy được 10 phần, chắc giờ chạy được 2-3 phần. Chủ yếu đi khách mối, chị mà cũng ít đi lắm, người ta cũng ngại dịch. Nguyên nhân chính khiến dịch vụ taxi ế ẩm là do người dân vẫn còn tâm lý e ngại khi sử dụng xe công cộng để di chuyển. Hơn nữa, sau thời gian dài chấp hành giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, thu nhập của người dân đều giảm sút nên mọi người có xu hướng tiết kiệm hơn. Nhiều dịch vụ chưa mở nên nhu cầu đi lại cũng không có, vì thế hầu hết các xe đều trong tình trạng vắng khách là điều dễ hiểu. Theo các hãng taxi trên địa bàn tỉnh cho biết, doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, đưa một lượng ít xe ra thăm dò vì thị trường chưa trở lại. Trong thời điểm khó khăn chung, những tài xế taxi xe ôm hy vọng dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế xã hội văn hóa trở lại bình thường mới trong thời gian sớm nhất để cơ hội mưu sinh được thuận lợi hơn. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương. Theo Vụ trưởng Vụ Vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay với tình hình giao thông ngày càng phức tạp, cơ sở hạ tầng phát triển không đáp ứng kịp so với sự gia tăng về số lượng phương tiện. Vì thế, cần thiết phải có một thiết bị giám sát hành trình, giúp ghi lại hoàn cảnh hành trình mà xe đi qua, giúp người lái xe chủ động trong mọi tình huống. Thì quy định này nhằm mục tiêu là giám sát cái hành vi của người lái xe ở trên xe và giám sát cái khoang hành khách rồi cửa lên xuống để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên xe. Camera đấy thì phải lưu trữ và ghi nhận được cái hình ảnh trong mọi cái điều kiện ánh sáng, tức là bao gồm cả cái điều kiện ánh sáng ban ngày và điều kiện ánh sáng ban đêm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ các phương tiện đã lắp đặt camera theo quy định rất thấp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện có gần 200.000 phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera giám sát, trong đó xe khách có sức chứa từ 9 chỗ là hơn 116.000 xe, xe vận tải hàng hóa bằng container đầu kéo hơn 84.000 xe. Là một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành vận tải logistics tại Việt Nam, công ty cổ phần xe khách Vương Trang đã hoàn chỉnh việc lắp camera từ lâu.
camera giám sát giúp công ty quản lý nhân viên phương tiện từ xa. Đối với những trường hợp xảy ra tranh chấp giữa hành khách với nhà xe được giải quyết thuận lợi nhờ dữ liệu được ghi lại đầy đủ. Thì toàn bộ hệ thống giám sát hành trình xuyên xe của tổng công ty nói chung và chi nhánh Vũng Tàu đã thực hiện 100% giám sát hành trình trên xe và đem lại những cái thuận lợi cho doanh nghiệp trong quản lý công tác điều hành cũng giống như là phục vụ cái sự an toàn giao thông lưu thông trên đường bộ hàng ngày. Khi có sự cố về an toàn giao thông ở dọc lộ, để mà nắm bắt được cái tiêu chí đó là mình sẽ hiểu được là lái xe đang có vi phạm hay không, hay là những người tham gia giao thông liên quan đến vụ tai nạn có phạm luật đến xe của mình. Và thứ hai, giám sát được vấn đề là lái xe để phục vụ có an toàn cho hành khách trên chuyến lộ trình của cái ngày hôm đó hay không. Rất là nhiều cái ví dụ là mình điển hình như thế. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Kumho cũng đã cơ bản hoàn thành việc lắp camera theo quy định. Việc lắp đặt camera giám sát trên xe đem lại lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp. Đó chính là việc giám sát thái độ, mọi hành vi ứng xử của lái và phụ xe trong quá trình phục vụ hành khách. Nó rất tốt, chứ lần giờ mình kiểm tra hành khách rồi dọc đường có khi xảy ra những sự cố gì. Có camera giám sát thì nó theo dõi, sợ hãi như có gì trộm cắp trên xe thì cũng có người. Người ta giám sát mở camera ra, người ta kiểm tra có được. Hầu hết các doanh nghiệp vận tải nhận thấy việc sử dụng camera hành trình đối với những loại phương tiện phổ biến như ô tô, xe máy là điều hết sức cần thiết. Đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, camera giám sát là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch từ xa. Nhắc nhở lái xe, hành khách tuân thủ nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế, góp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo báo cáo của các sở giao thông vận tải, đến hết ngày 10 tháng 9, mới có gần 15.500 xe đã lắp camera, đạt tỷ lệ 7,5%. Một số địa phương có tỷ lệ phương tiện lắp đặt cao như Nghệ An hơn 58%, Thanh Hóa hơn 52%, Quảng Ngãi hơn 40%, còn lại hầu hết các tỉnh có tỷ lệ phương tiện lắp đặt đạt dưới 20%. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, trên địa bàn tỉnh có khoảng 3.320.000 phương tiện phải lắp camera trên xe. Tính đến nay, vẫn còn 70% phương tiện chưa lắp đặt camera theo Nghị định 10. Theo Nghị định 10 quy định trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ kể cả người lái xe trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Nhưng do các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhất là trong đợt bùng phát lần thứ tư, Chính phủ đã quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các cá nhân tổ chức chưa thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện ô tô kinh doanh vận tải để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các địa phương, kịp thời đôn đốc xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thưa quý vị, như chúng tôi đã từng đề cập, tình trạng nhiều phương tiện giao thông sử dụng đèn pha không đúng cách, thậm chí họ còn gắn thêm đèn LED với cường độ ánh sáng rất mạnh, gây chói mắt và gây nguy hiểm cho người lưu thông ở chiều ngược lại. Vậy việc xử lý những phương tiện cố tình gắn thêm đèn trợ sáng này như thế nào? Đó sẽ là nội dung được bàn đến trong một bàn đường. Các loại phương tiện tham gia giao thông theo nguyên tắc an toàn đều được trang bị hệ thống đèn gồm đèn cốt, đèn chiếu gần và đèn pha, đèn chiếu xa để chiếu sáng ban đêm hoặc phát tín hiệu cảnh báo. Trong đó, đèn cốt có góc chiếu thấp thường được khuyến cáo sử dụng khi lái xe di chuyển trên đường phố, khu đô thị hoặc ở tốc độ chậm. Còn muốn quan sát các biển báo, đèn pha sẽ giúp lái xe quan sát tốt hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà các lái xe lạm dụng đèn pha, bởi đèn pha có góc chiếu cao, cường độ mạnh sẽ làm cản trở tầm nhìn và gây khó chịu cho những lái xe đi ngược chiều. Nhiều tình huống đèn pha có thể là nguyên nhân gây tai nạn, bởi lái xe đối diện không thể quan sát tình hình để phản xạ kịp thời. Chỉ có thấy nó pha lên là thấy khó chịu thôi. Nó sáng lắm mà nó sáng khó chịu lắm. Có nghĩa là người đối diện là không có thể mà quan sát được. Vì cái tánh ánh sáng của nó là quá công suất rất lớn, nên là nó bị ảnh hưởng cho những người mà đi ngược chiều.
dễ gây ra tai nạn, rất nguy hiểm. Xe tải lớn, xe khách hoặc là xe ô tô thì nó có gắn những chiếc đèn LED đó, đèn chiếu sáng rất là mạnh. Tôi đi gặp trường hợp tôi cũng có những lần suýt bị tai nạn như thế. Những cái đó nó rất là nguy hiểm. Nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng ô tô độ đèn pha với cường độ sáng hơn gây lóa mắt, nguy hiểm cho phương tiện đi ngược chiều. Thậm chí nhiều lái xe tải, xe bán tải còn lắp thêm cả một dàn đèn sáng chói phía trước, lắp cả đèn rọi phía sau hoặc bên sườn xe, hết sức tùy tiện. Trên thực tế, khá nhiều lái xe có sở thích sử dụng loại đèn này ngay cả trên đường đô thị như một cách phô trương nhằm uy hiếp các xe khác. Theo các kỹ sư chuyên ngành ô tô, việc lắp thêm đèn trợ sáng cho ô tô, xe máy đều tiềm ẩn nguy hiểm cho mình và người khác. Các nhà sản xuất xe máy, ô tô đã tính toán về kỹ thuật, sự an toàn của hệ thống điện. Tự ý đổ đèn có nghĩa là đã can thiệp thay đổi một số bộ phận kết cấu bên trong xe, đấu nối đường điện một cách bừa bãi. Chưa kể trên thị trường có nhiều loại đèn chất lượng thấp, chủ nhân của chính chiếc xe đó cũng có thể gặp nguy hiểm do xảy ra chập điện gây cháy nổ. Luật giao thông đường bộ quy định như sau: chủ phương tiện không được tự thay đổi về kết cấu rồi tổng thành hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất và không đúng thiết kế cải tạo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hiện giờ một số phương tiện, chủ phương tiện đang thì lắp thêm cái đèn LED hay là trang bị cái đèn chiếu sáng không đúng quy định trên xe ô tô. Văn bản của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tăng cường xử lý tình trạng phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng phía trước mà có cái cường độ ánh sáng sai với quy định. Cục đăng kiểm Việt Nam có một cái văn bản gửi đến các cái đơn vị đăng kiểm trong nước kiên quyết từ chối kiểm định với những phương tiện mà lắp thêm thiết bị đèn, thiết bị điện rồi thiết bị đèn chiếu sáng phía trước và phía sau mà có cái cường độ ánh sáng không đúng với cái quy định của nhà sản xuất. Là như vậy là nếu chúng ta mà lắp thêm cái đèn LED hay là đổ thêm cái đèn chiếu sáng mà sai quy định thì như vậy thứ nhất là không được kiểm định. Đơn vị kiểm định họ sẽ từ chối ngay, bắt chúng ta kể cả lắp cái cản trước và cản sau, đơn vị kiểm định họ sẽ bắt tháo ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi chúng ta tham gia giao thông là chúng ta bị vi phạm pháp luật. Việc sử dụng đèn pha đúng quy định là điều đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Quan trọng là ý thức của mỗi người. Khi ra đường, chỉ cần một thao tác đơn giản chuyển đèn pha, cốt đúng nơi, đúng lúc sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh, đồng thời thể hiện văn hóa giao thông nơi công cộng. Đèn xe được nhà sản xuất thiết kế với chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn, chứ không phải gây hiểm họa cho người tham gia giao thông. Chương trình An toàn giao thông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.